tìm đến với dự án nhà ở xã hội với mong muốn có chỗ an cư phù hợp với điều kiện thu nhập thấp của mình. Song nhiều người đang vỡ mộng, ngậm trái đắng vì các sai phạm và chậm trễ trong thi công khiến cuộc sống đã khó khăn nay càng khó khăn hơn. Đây là câu chuyện của những khách hàng đã chọn mua nhà ở tại tổ hợp dự án nhà ở xã hội và căn hộ thương mại Tân Bình Apartment tại thành phố Hồ Chí Minh. Dự án Tân Bình Apartment do công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư bất động sản Tân Bình làm chủ đầu tư, tọa lạc tại phường 15 quận Tân Bình, tiền thân là dự án nhà ở thương mại. Sau đó chủ đầu tư chuyển đổi công năng 88 căn hộ thương mại thành 168 căn hộ nhà ở xã hội, được hưởng ưu đãi trong gói 30.000 tỷ đồng. Tuy nhiên trong quá trình triển khai xây dựng, chủ đầu tư đã vượt rào thi công sai phạm khi tăng 2.197,23 m² sàn xây dựng và 28 căn hộ so với phê duyệt. Đến nay, dự án đã chậm trễ giao nhà gần 8 tháng, trong khi đa phần khách hàng đã đóng tiền đến 95-100% số tiền mua căn hộ. Hàng loạt khách hàng đã gửi đơn cầu cứu đến Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh bởi hoàn cảnh ngày càng khó khăn. Mình đã vay gần 500 triệu, bây giờ mình đang trả góp một tháng là gần 5 triệu. Rồi mình đang phải thuê nhà một tháng gần 5 triệu nữa, như vậy là tính ra là mình phải bỏ một tháng 10 triệu để chờ căn hộ ở đây. Là đáng lý tháng 6 năm 2016 là họ phải giao nhà rồi. Chủ đầu tư có hứa là sẽ hỗ trợ 5 triệu một tháng cho cư dân, gọi là hỗ trợ tiền thuê nhà hàng tháng cho cư dân ạ. Mà đến giờ cũng chưa thấy gì hết. Khi được hỏi về những sai phạm hay lý do vì sao không thực hiện đúng cam kết như đã hứa với khách hàng, đại diện chủ đầu tư cho rằng khi kết thúc dự án, bàn giao nhà cho cư dân mới là giải quyết vấn đề đó. Với tùy từng hợp đồng nếu có sai phạm hay không. Thì nếu mà chúng tôi sai thì chúng tôi sẽ thực hiện là những cái cam kết bồi thường hoặc là những cái gì theo đúng hợp đồng. Nhưng mà cho chúng tôi đến cái thời điểm là chúng tôi bàn giao, tại vì là cái chỗ đấy thì tiền cũng không đi đâu mà mất được. Mới đây Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đã ra tối hậu thư yêu cầu chủ đầu tư nhanh chóng bàn giao nhà cho khách hàng. Sở yêu cầu chủ đầu tư phải xác định rõ thời gian bàn giao căn hộ và giải quyết các thỏa thuận bồi thường theo hợp đồng do chậm bàn giao căn hộ, cũng như các cam kết khác của chủ đầu tư đối với khách hàng. Chúng tôi dự kiến là 30 tháng 5 là sẽ là xong toàn bộ, và dự kiến nữa là xúc tiến với các sở ban ngành là cố gắng làm sao mà 30 tháng 8 bàn giao hoàn thiện cho người dân. Chúng tôi mong muốn là làm sao chủ đầu tư cố gắng đẩy nhanh tiến độ, đồng thời phía bên chính quyền làm sao đó để cho cái thủ tục pháp lý nó thật là nhanh gọn để mà hỗ trợ chủ đầu tư. Những sai phạm tại dự án Tân Bình Apartment đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống nhiều người lao động, đồng thời tạo ra cái nhìn thiếu tích cực đối với các dự án nhà ở xã hội và ý nghĩa của gói hỗ trợ 30.000 tỷ đồng. Rất cần cơ quan quản lý nhà nước tăng cường hơn, siết chặt công tác quản lý các dự án nhà ở xã hội nói riêng và dự án bất động sản nói chung, để không có thêm những dự án nào làm khổ dân như một số dự án đã bị phát hiện. Biển báo cấm rẽ trái này được lắp đặt tại giao lộ Nguyễn Văn Cừ 3 tháng 2 từ đầu năm 2016. Đây là tuyến đường có mật độ phương tiện tham gia.